开美工了呢。哎，这有问题啊！Toàn bộ công nhân anh em 5-6 công nhân bảo gọi cho 5-6 người về hộ là như nào? Làm về họ đang lên đến trên kia rồi, là đến dưới kia. Mẹ con này có vấn đề rồi, là chồng nó say rượu, nát rượu suốt ngày nó phá mẹ con đấy. Xếp lên đi, thay đâu? Được 2 hôm rồi, biết có sao không? Biết đi đâu rồi. Đi con hộ nhau xong đi tìm chồng nó đó, tìm chồng nó xem con nó như nào, xong là để hỏi xem chắc có vấn đề không biết là chồng nó đâu, xong là em mới thôi đi hỏi chồng là không có người xung quanh đấy xem sao. Nó hai mẹ con nó đi đâu được 2 hôm nay rồi, không nọ thôi đến là không thấy đâu rồi, không biết là có vấn đề gì không, bây giờ phải tìm chồng nó trước xuống đây hỏi nhưng mà xóm này xem như nào. Hai mẹ con nó nhà đều nó ở tiếp trên kia, hai mẹ con nó không nhỏ đến cũng thế, để hai hôm nay anh có thấy xung quanh bà con ở đấy có thấy hai mẹ con đến đi đâu? Thấy mà chẳng biết đi đâu rồi. Hôm kia vào cũng không thấy nó nào nhỉ? Thế anh ở gần đây anh không biết à? Không biết. Thằng chồng nó hay là thằng chồng nó làm gì nó không? Thằng chồng nó say rượu. Thế có thấy thằng chồng nó ở đâu không? Có thấy nhưng mà bây giờ là không thấy đi đâu rồi. Không thấy, thấy chồng nó ở lâu chưa, thấy chồng nó lâu chưa? Vừa thấy mà 2 hôm nay là không thấy rồi. Chồng nó say rượu không biết nó có làm gì, hay là con nó về đến nhà không thấy ở nhà ở đâu, hai hôm nay được cho người về tìm không thấy đâu. Chắc nó tìm nhau nó bỏ trốn rồi. Chở con nó nữa, hai mẹ con nó không biết là đi đâu. Thì chồng có gặp chồng nó, nhà chồng nó ở tận đâu? Nhà chồng nó cái nhà chồng nó cách đây bao nhiêu lâu rồi? Cách đây được 2 hôm rồi. Không, nó đi một mình. Bế đứa con đó. À, bế đứa con đó. Thì đúng rồi, đúng con của bà đấy rồi. Bế đứa con nhỏ thế. Cái nhà chồng nó ở đâu? Thế nó đi xuống dưới kia, đi cái nhà lá cỏ đan vách, nhà vách. Ở tít ngoài cái ngã ba kia phải không? Ừ. Nhà nó tít ngoài có cái ngã ba bê tông này. Ừ. Không biết nhà nhỉ, cái nhà đấy nó lợp bằng cái gì? Nó lợp nó lá cỏ. Thế thì xuống hỏi thằng chồng nó sợ mưa gió rồi lũ quét nữa, không biết là sợ nó làm gì, ông đấy say rượu khác quá, ông nó gặp một lần rồi. Vâng, đi. Cảm ơn anh nhá. Cái gì thì nó thêm cái nào. Thank you.
ơi. Sao để con kia? Con của anh còn không bẩn hết rồi. Anh là ai? Mẹ đứa bé không? Cướp vợ tôi. Mẹ đứa bé đâu? Tôi không biết đâu. Ô, anh say rượu rồi, anh nghe tôi nói. Thế là hai hôm nay không thấy mẹ đứa bé nó đâu rồi? Tôi không biết. Anh bị tính, anh say rượu rồi. Anh say rượu rồi, đứa bé nó còn ấy nữa. Thế là anh làm gì đứa bé? Tôi không biết đâu. Mẹ nó đập gất quăng xuống khe. Anh đang làm gì nó? Không làm gì hết, đuổi đi rồi. Ở chỗ nào? Bây giờ nó đang ở đâu? Tôi đập gất quăng xuống suối à? Suối nào? Tít ngoài kia, không biết đâu. Ở đâu? Ở chỗ nào? Không biết. Anh say rượu rồi, anh không được làm thế nhá. Tôi không biết đâu. Không được làm thế với gia đình như thế. Tôi không biết. Ở chỗ nào? Ông đang làm gì vợ ông? Đập ngất quang xuống suối à? Thế ông định lấy vợ tôi à? Anh bình tĩnh nhá. Anh người đàn ông say rượu, ông bình tĩnh nhá. Tôi chỉ người giúp đỡ thôi. Ông quan tâm đâu? Ở đâu? Hiện tại là mẹ nó đang ở đâu? Vứt xuống suối à? Đứa bé. Đấy, vứt xuống suối à? Suối nào? Không biết suối nào, tôi vứt xuống suối à? Tôi không biết vứt xuống cầu à? Đừng làm nó sợ nhá. Tôi đi khỏi nhà tôi. Cút đi khỏi nhà tôi. Đừng làm đứa bé sợ. Cút. Anh. Đi khỏi nhà tôi. Đi. Cút. Anh say rượu rồi. Đi khỏi nhà tôi. Đi nghe nói chuyện nhá. Đứa bé làm sao? Cút. Tôi làm sợ đứa bé, anh ơi, anh bị tí, tôi nói. Đứa bé làm sao? Tôi say rượu. Đứa bé làm sao? Tôi chẳng có sao, đi tìm, kêu đứa bé này. Đứa bé này, con bé nó làm gì, con bé nó phải say rượu. Lều nhà nó chắc ở đoạn này chắc chắn quá, ở gần nhà nó nếu mà hôm qua lũ to này chắc chắn là hoặc là nó sẽ để tủ xe đi ra mình phải xuống.
dép này thì khỏe lắm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng dép của nó rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ em đi về cho mấy người, cho 6-7 thằng công nhân làm chỗ kia xong về hỗ trợ tìm nhé. Rồi đây, đi luôn nhé. Nhanh đi nhá. Ôi tí ơi.
ơi. Dọc bên kia tí một người sang bên kia.